Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosan TV, nhân chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường, ngày hôm nay Phố Bosan TV sẽ có một cuộc phỏng vấn riêng với ông ở trụ sở của Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố San Francisco. Xin chào ông Thứ trưởng ạ. Xin chào bạn. Rất là vui khi gặp lại ông sau cái chuyến Trường Sa vừa qua. Không ngờ là ông cũng đã tới Hoa Kỳ sớm như vậy. Ông trước hết thì ông có thể cho biết rằng là cái nội dung kỳ này ông làm việc ở Hoa Kỳ có những gì thưa ông? Trước hết là cũng xin chào lại nhà báo Lân Vũ. Tôi cũng còn nhớ cái chuyến thăm Trường Sa mà chúng ta cùng thực hiện vào tháng 4 năm nay. Một chuyến đi cũng rất nhiều ý nghĩa, nhất là nhiều kỷ niệm. Và tôi cũng có dành riêng cho Bosan TV một cuộc phỏng vấn tại đảo Trường Sa lớn của chúng ta. Và hôm nay cũng rất là vui được gặp lại bạn. Lần này thì tôi quay trở lại Hoa Kỳ sau gần 5 năm rời nhiệm sở. Tôi trước nguyên là đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ từ năm 2011 đến năm 2014, và bây giờ sau thời gian ở Hoa Kỳ thì tôi có sang làm đại sứ tại Nhật Bản và mới quay trở lại nhận nhiệm vụ công tác ở Bộ Ngoại giao Việt Nam vào cuối năm ngoái, đầu năm nay. Cho nên đây là cũng chuyến thăm đầu tiên của tôi sau 5 năm. Hơn 3 năm làm đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ thì tôi có rất nhiều kỷ niệm, cho nên là chuyến thăm trở lại ở đây cũng gợi lại cho tôi những năm tháng rất là có ý nghĩa khi công tác làm đại sứ ở đây. Thì tôi lần này sang Hoa Kỳ thì tôi cũng có dịp để gặp gỡ lại rất là nhiều bạn bè cũ, bạn bè người Việt, bạn bè người Mỹ, và tôi cũng có những cuộc tiếp xúc chính thức với chính quyền Hoa Kỳ, với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các lãnh đạo của Bộ Ngoại giao như là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, rồi ông trợ lý Ngoại trưởng phụ trách vấn đề khu vực ông Stilwell. Trong cái cuộc trao đổi đó thì hai bên cũng có dịp nhìn lại quan hệ hai nước sau 6 năm kể khi chúng ta hai nước chúng ta là thiết lập cái quan hệ đối tác toàn diện năm 2013 nhân chuyến thăm của ngài chủ tịch nước Việt Nam lúc đó, ngài Trương Tấn Sang. Tôi cũng rất là vinh dự được tham gia vào cái quá trình chuẩn bị cũng như là đón tiếp ngài chủ tịch nước Việt Nam để thiết lập cái quan hệ đối tác toàn diện với những cái nguyên tắc được xác định rất là rõ ràng. Thì hai bên cũng nhìn nhận lại trong 6 năm đó thì quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những bước phát triển rất là đáng có ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cả về quan hệ song phương cũng như ở trong lĩnh vực là các vấn đề về quốc tế, vấn đề khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hoa Kỳ cũng chúc mừng cái vị thế của đối ngoại Việt Nam ngày càng tăng lên, trong đó có việc là Việt Nam đã được trúng cử vào cái ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục là 192/193. Hoa Kỳ cũng đánh giá đây là cái thể hiện rõ cái sự tin cậy của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, và tôi cũng bày tỏ cái sự cảm ơn của chính phủ Việt Nam đối với Hoa Kỳ trong việc cũng bỏ phiếu ủng hộ Việt Nam vào ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đồng thời thì hai bên cũng bày tỏ mong muốn và cũng trao đổi một số cái biện pháp để tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian tới. Ngoài ra thì với tư cách là chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài, tôi cũng mới nhận nhiệm vụ đó được mấy tháng nay. Thì trong chuyến thăm này thì một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của tôi cũng rất quan tâm đó là gặp gỡ lại những giới khác nhau trong cái cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Rất nhiều người bạn của tôi, gặp lại rất nhiều người bạn của tôi, nhất là khu vực mà tôi quen thuộc nhất là Washington DC, nhưng cũng rất là nhiều người bạn mới. Và tôi cũng có dịp đi ngoài Washington DC thì đã đi Boston và đi hôm nay thì xuống San Francisco, thì tổng cộng cũng có lẽ là trên chục cái cuộc gặp gỡ với các cái đại diện các giới khác nhau trong cộng đồng chúng ta. Và qua những cái cuộc gặp gỡ đó thì tôi cũng muốn là lắng nghe ý kiến của kiều bào,
lắng nghe ý kiến của các giới khác nhau về những vấn đề họ quan tâm, về những vấn đề mà họ quan tâm với đất nước, mong muốn đóng góp ý kiến với đất nước, rồi cũng mong muốn là chính phủ Việt Nam có những điều kiện hỗ trợ hơn cho cộng đồng về chính sách cũng như về những hành động cụ thể để có hỗ trợ thêm cho cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ. Tôi cũng rất đặc biệt ấn tượng đó là cuộc gặp gỡ của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam và chuyên gia người Việt tại Hoa Kỳ. Cái hội mà cách đây 6 năm chính tôi là người khi đó với tư cách là đại sứ nước của Việt Nam tại Hoa Kỳ đã ký quyết định thành lập. Hội hoạt động là độc lập, không có phụ thuộc hoặc không có nhận sự chỉ đạo của đại sứ quán cũng như là các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên hiện nay hội từ cái bước ban đầu, hiện nay hội đã phát triển đến khoảng gần 10.000 thành viên, đã bao gồm những là thanh niên du học sinh Việt Nam sang học tập tại Mỹ, tại Hoa Kỳ. Đồng thời hội cũng kết hợp được những cái các thanh niên sinh viên người Việt, người gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng cũng cùng chung một dòng máu Việt vào hội. Hiện nay là hội hơn 10.000 thành viên, gần 10.000 thành viên, chính xác là khoảng 9.500 hội viên với hơn 40 bang khác nhau ở Mỹ. Và có lẽ đây là cái hội đoàn về thanh niên, sinh viên, chuyên gia Việt Nam lớn nhất tại đất nước Hoa Kỳ, cũng như là không chỉ cho Hoa Kỳ đâu, tôi nghĩ cũng là hội đoàn thanh niên sinh viên Việt Nam lớn nhất trên toàn thế giới này luôn. Và qua gặp gỡ đó, trước đây tôi cũng từng là du học sinh tại Mỹ này, thì thấy rõ là các bạn trẻ hiện nay là tự tin hơn nhiều, chủ động hơn nhiều. Cái cuộc chủ đề cái hội nghị năm nay của các bạn đó là vượt qua những cái thách thức trở ngại và làm sao để gắn kết cái cộng đồng du học sinh thanh niên trí thức Việt Nam tại Mỹ nhiều hơn nữa. Trước hết là để có cái sự góp phần vào cái sự thành công của từng cá nhân một. Thứ hai là đóng góp cho sự phát triển của xã hội nói chung, trong đó có sự phát triển của đất nước Việt Nam, tổ quốc Việt Nam. Thì tôi rất ấn tượng với cuộc gặp đó và cũng mong muốn rằng hội đó cũng như là tất cả những cái kiều bào ta tiếp tục có những cái gắn kết hơn nữa vì sức mạnh chung của đất nước, của dân tộc Việt Nam. Có thể nói là một trong những cái chủ đề mà nhiều người quan tâm hiện nay đó là liên quan tới cái vấn đề bãi tư chính, những cái căng thẳng trong bãi tư chính trong thời gian gần đây giữa các tàu Việt Nam với lại tàu Trung Quốc. Trong các cái tiếp xúc của ông với lại các giới chức của Hoa Kỳ đó, thì không biết cái đề tài đó có được đưa lên một cách nào đó giữa các cuộc tiếp xúc đó hay không thưa ông? Tôi muốn đính chính lại bạn một chút, đó là cái hoạt động của cái tàu khảo sát của Trung Quốc đấy, trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nó không nằm trong bãi tư chính, nó nằm ngoài cái khu vực bãi tư chính. Và người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã nói rất rõ cái lập trường của Việt Nam về vấn đề đó. Chúng ta phản đối cái việc Trung Quốc đưa tàu khảo sát vào khu vực thềm lục địa cũng như là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mở rộng cái khu vực gọi là tranh chấp nha. Chứ còn việc chúng ta mà khai thác dầu khí tại khu vực đó thì không phải là mới. Chúng ta đã làm hàng chục năm nay rồi. Và tôi nghĩ rằng là các công ty nước ngoài đó chắc là cũng không có sẵn sàng hợp tác với ta nếu họ không chắc chắn đó là theo luật pháp quốc tế là họ được phép làm chuyện đó. Bởi vì đó họ cũng rất hiểu rất rõ đó là khu vực nằm trong, hoàn toàn nằm trong thềm lục địa và khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì tất nhiên trong cuộc trao đổi của tôi với các giới chức Hoa Kỳ thì cũng có đề cập đến những vấn đề khu vực, vấn đề quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, đến những cái hoạt động gần đây, thì cái chuyện đó thì là cũng là đều dễ hiểu thôi, cũng như là trong tiếp xúc của các cái quan chức, các cái lãnh đạo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như là các ngành khác thôi. Đối với các nước khác thì chúng ta cũng đều nêu vấn đề đó cả.
đấy là một nội dung tôi đã có cái cuộc trao đổi với phía giới chức Hoa Kỳ thời gian qua. Cũng liên quan tới cái căng thẳng đó, thì muốn đặt một cái câu hỏi này nó liên quan tới cộng đồng Việt Nam về cái suy nghĩ như vậy. Thì trong thời gian gần đây thì khi các tàu khảo sát địa chất 8 của Trung Quốc vào như vậy đó, tạo ra căng thẳng đó, thì trong cộng đồng người Việt hải ngoại có thể nói là có nhiều người tin tưởng vào cái chính sách ngoại giao kềm chế của Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có nhiều người cho rằng là Việt Nam quá nhún nhường đối với lại Trung Quốc trong vấn đề này, và họ mong muốn thấy được là Việt Nam có những cái phản ứng mạnh mẽ hơn, công khai hơn. Ví dụ như bạn nói thế nào là mạnh mẽ hơn à? Dạ. Thì mạnh mẽ hơn thì từ nhiều cấp độ, có người thì nói là kiện Trung Quốc ra tòa, rồi, hay là tòa cứ tông tàu Trung Quốc nếu tông cần đầu đó, ha. Hoặc là nếu mạnh hơn nữa thì phải cần tới vấn đề quân sự, nổ súng, vân vân. Nổ súng. Dạ. Thì ông bạn có muốn là nổ súng với nhau không? Ông nghĩ sao về cái suy nghĩ như vậy ạ? Ok. Thì câu hỏi của bạn cũng rất là thú vị. Tôi cũng hiểu sự quan tâm đó của bà con, không lẽ là bà con không chỉ là cộng đồng bà con người Việt mình tại Hoa Kỳ đâu, mà các nước khác cũng vậy, mà thậm chí bà con ở trong nước cũng vậy. Và trong các cái tiếp xúc vừa rồi của ông với các các giới chức trong cộng đồng Việt Nam, ông có nói đó nhiều giới, tôi có nghe cái đó không ạ? Và dạ, cũng trong tiếp xúc của tôi với một số giới bà con ở đây thì bà con cũng hỏi quan tâm đến vấn đề đó, thậm chí cũng có người hỏi tại sao mà chúng ta không đưa vấn đề ra kiện đi trên tòa trọng tài quốc tế đi. Câu hỏi của bạn làm tôi gợi nhớ lại cái chuyện Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào cái khu đặc quyền kinh tế và đặt thêm lục địa Việt Nam vào tôi nhớ là tháng 5 năm 2014 khoảng đấy. Và lúc đó tôi cũng có một bài trả lời phỏng vấn trên CNN cho Christine Amanpo về vấn đề này. Thì lúc đó thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng tại sao Việt Nam là không phản ứng mạnh hơn, không kiện đi, thậm chí là như bạn nói là có khi cần thiết thì phải nổ súng đi. Thì tôi cũng có nói rõ trong bài phỏng vấn đó là Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, cũng như là mong muốn phát triển quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ cũng như với các nước khác. Nhưng mà Việt Nam không chấp nhận sự cưỡng bức, sự ép buộc, sự đe dọa. Và đối với người Việt Nam, dù là sống ở Việt Nam hay sống ở Hoa Kỳ hay sống ở bất kỳ quốc gia nào khác, thì đối với tất cả chúng ta, vấn đề chủ quyền lãnh thổ, vấn đề quyền chủ quyền của Việt Nam, những cái quyền lợi chính đáng của Việt Nam trên thềm lục địa, trên vùng biển của chúng ta luôn luôn là những điều rất là thiêng liêng. Có lẽ là chúng ta đều chia sẻ một mối quan tâm, một mối cái lo ngại chung, và tôi rất thông hiểu cái chuyện đó. Tuy nhiên cái cách ứng xử ra sao, nhất là về ngoại giao, là chúng ta phải hết sức linh hoạt. Tôi vẫn hay thường nói hay câu mà không chỉ riêng tôi mà nhiều người khác hay nói là chúng ta làm sao đó phải có trái tim nóng nhưng cái đầu phải lạnh. Trái tim hướng về vấn đề chủ quyền lãnh thổ thì có lẽ là anh cũng như tôi hay bất cứ với kiều bào nào cũng vậy thôi. Đó là vấn đề thiêng liêng. Chúng ta đã trải qua hàng nghìn năm bị đô hộ, chúng ta đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh khác nhau. Để làm gì? Để giữ được độc lập dân tộc, để giữ được chủ quyền quốc gia. Thì không có lẽ nào mà chúng ta lại để mất nó đi cả. Hiện nay thế và lực của đất nước Việt Nam cũng khác lắm rồi. Thế còn vấn đề các biện pháp ngoại giao như thế nào, tùy theo tình hình làm sao thì chúng ta phải ứng xử linh hoạt. Điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là chúng ta cần phải giữ được cái môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Nếu không có hòa bình, không có ổn định, có chiến tranh thì chắc là chúng ta không thể tập trung vào phát triển kinh tế đất nước trong thời gian qua được, mà chắc là các nhà đầu tư nước ngoài, các bạn bè nước ngoài cũng không thể đến Việt Nam, ngay cả khách du lịch thôi cũng không thể đến một đất nước mà có chiến tranh xảy ra được. Cái đấy thì dễ hiểu. Cái ổn định, cái hòa bình để phát triển, đó là mục tiêu rất là quan trọng, mục tiêu chiến lược của đất nước. Nhìn đất nước phát triển trong thời gian qua, đó là chúng ta giữ được cái môi trường hòa bình ổn định. Mặt khác, chúng ta cũng rất kiên quyết, kiên trì trong vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước, chủ quyền lãnh thổ của quốc gia, bảo vệ độc lập dân tộc. Thế và
Ví dụ như trong cái vụ sự kiện giàn khoan 981 đó, thì bằng những cái biện pháp, nhiều biện pháp khác nhau, chúng ta vẫn giữ được môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Chúng ta vẫn giữ được mối quan hệ hòa khí với Trung Quốc. Nhưng trên thực địa, Trung Quốc cuối cùng đã phải rút giàn khoan 981 ra khỏi thềm lục địa của chúng ta. Tôi nghĩ đấy là mục đích chính của chúng ta. Nổ súng để làm gì nếu khi chúng ta có thể dùng những biện pháp hòa bình để Trung Quốc rút tàu đi ra khỏi thềm lục địa. Tôi nghĩ đấy là một con đường đều quan trọng, và đấy là cần cái đầu óc tỉnh táo, cần cái đầu óc lạnh bên cạnh cái trái tim nóng của chúng ta. Không phải lúc nào chúng ta cũng có vẻ nổ súng ngay, không thể lúc nào chúng ta cũng mang vấn đề này ra tòa này tòa kia ngay được. Khi cần thiết chúng ta luôn luôn là chuẩn bị sẵn sàng cho phương án khác nhau, nhưng sử dụng lúc nào, vào thời điểm nào, đó là cả một câu toán, câu chuyện, một cái tính toán rất là cần phải có một đầu óc rất tỉnh táo để suy tính. Và hiện nay tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn đang đi đúng hướng như vậy. Chúng ta vẫn giữ được cái môi trường hòa bình ổn định, vẫn giữ được cái không khí chung quan hệ với Trung Quốc là tốt, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục kiên trì và kiên quyết trong vấn đề bảo vệ chủ quyền của lãnh thổ chúng ta, cái khu thềm lục địa và khu đặc quyền kinh tế của chúng ta. Tàu khảo sát của Trung Quốc vào, chúng ta cũng một mặt phản đối, nhưng trên thực địa các tàu của chúng ta cũng bám sát để bảo vệ cái chủ quyền và quyền chủ quyền của chúng ta tại khu vực đó. Đành rằng như ông nói rằng là cái việc bảo đảm cho cái ổn định hòa bình là cái điều quan trọng, nhưng chắc ông cũng hiểu rõ là Trung Quốc thì cái mộng bá quyền của họ cũng là muôn đời. Do vậy nếu mà xuân sức lại lịch sử thì thấy rằng là từ Hoàng Sa họ đã làm, rồi tới Trường Sa họ đã muốn làm tranh chấp, rồi giờ đây tới vùng thềm lục địa, rồi vào tới vùng đặc quyền kinh tế, và Việt Nam vẫn làm phản ứng một cách rất là mềm dẻo. Biết rằng là cái kết quả sau cùng là Trung Quốc phải rút, nhưng cái lần sau Trung Quốc lại có thể lại vào chỗ đó nữa và rồi gần hơn nữa. Như vậy thì với cái mộng đó của Trung Quốc đó, thì đâu là cái giới hạn mà Việt Nam sẽ làm những cái bước mạnh hơn, thưa ông? Trong ngoại giao có cái khéo cái chỗ là chúng ta phải có cái bài chúng ta có thể công khai ra được, có bài nó chưa thể công khai ra được. Chúng ta nói rõ đâu là giới hạn thì có lẽ là mong muốn là cái nước khác là cái chỗ này là giới hạn đây. Còn nếu mà chúng ta họ có thể làm tới cái gì đó mà nó lại chưa phải là giới hạn thì chắc Việt Nam cũng không phản ứng gì đâu. Chắc là tôi không thể nói được đâu là giới hạn được, cụ thể được. Tuy nhiên là chúng ta hãy nhìn lại đi. Hiện nay là chúng ta có 21 cái điểm đảo ở Biển Đông. Và chúng ta có một hệ thống cái nhà giàn ở thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà chính bạn đã cũng một vài lần đã có dịp ra tận Trường Sa để chứng kiến cái sự củng cố các cái điểm đảo của Việt Nam tại Trường Sa. Và hiện nay chúng ta vẫn giữ vững những cái điểm đảo đó, những nhà giàn của chúng ta vẫn vững ở đó. Về cơ bản chúng ta vẫn bảo vệ được cái quyền chủ quyền và chủ quyền của chúng ta ở đó. Những cái nơi mà chúng ta đang khai thác dầu khí trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chúng ta vẫn tiến hành. Ví dụ ngay cả cái khu vực mà hiện nay đang có gọi là sự cố thì chúng ta vẫn kiên định về cái quyết tâm của chúng ta là tiến hành cái khai thác dầu khí, và các nước hợp tác với Việt Nam, các cái công ty tập đoàn đa quốc gia hợp tác khoan thăm dò và khai thác dầu khí với Việt Nam ở khu vực đó thì họ cũng rất hiểu đây là nằm trong thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Họ cũng nói rằng họ sẽ tiếp tục làm, họ không có cái ngần ngại gì cả, và chúng ta cũng đang tiếp tục hợp tác việc đó. Tôi nghĩ đấy là cái mục đích cuối cùng, chúng ta vẫn triển khai theo đúng cái kế hoạch của chúng ta, không có vấn đề gì cả. Trong khi ông đang có chuyến thăm ở Hoa Kỳ thì ngược lại ở Việt Nam thì có hai vị đại tướng của Hoa Kỳ đang vừa thăm ở Việt Nam. Đó là đại tướng tham mưu trưởng của Không quân Hoa Kỳ và đại tướng tư lệnh Không quân của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Họ cũng đã có những cái có buổi họp báo ở Hà Nội vào ngày 18 tháng 8 với những cái phát biểu có thể nói là hết sức là gần gũi thân thiện với phía Việt Nam.
liên quan tới vấn đề Biển Đông, thì tôi xin đọc ra đây một vài cái đoạn và mời ông có ý kiến. Thì Đại tướng Tham mưu trưởng có nói: "Tôi đến đây để thăm một nước đối tác rất quan trọng và nước đối tác có nhiều lợi ích và mối quan tâm của chúng tôi. Sự hiện diện của hai đại tướng không quân Mỹ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ với Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung." Một đoạn khác, ông nói: "Tôi nhấn mạnh lại tuyên bố rất mạnh mẽ của Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đưa ra, đó là chúng tôi phản đối mạnh mẽ các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức những quyền lợi chính đáng cũng như chủ quyền của Việt Nam trong khu vực. Chúng tôi hoàn toàn cam kết ủng hộ hoạt động hợp tác, bảo đảm quyền lợi hai nước." Ông cho biết ý kiến của ông về cái phát biểu đó của Đại tướng. Tôi nghĩ rằng đấy là một phát biểu có trách nhiệm. Bởi vì sao? Trong cái phát biểu đó, ông nói rõ như là phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nói rõ đây là cái khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam. Thế nên là và trong cái thềm lục địa và cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thế thì tôi nghĩ đấy là một phát biểu có trách nhiệm và tất nhiên là Việt Nam là hoan nghênh những cái phát biểu có trách nhiệm, hoàn toàn dựa trên cơ sở là luật pháp quốc tế và đặc biệt là Công ước Luật Biển 1982. Tôi nghĩ rằng nếu Việt Nam làm ở khu vực mà không phải là thềm lục địa Việt Nam, không thuộc chủ quyền của Việt Nam, chắc là Mỹ không có phát biểu một cách mạnh mẽ như vậy được. Thì tôi nghĩ rằng là mà không chỉ Mỹ đâu, tôi nghĩ một số nước khác cũng đã lên tiếng. Nhưng nhất là qua cái hội nghị ngoại trưởng ASEAN vừa rồi họp ở Bangkok, thì không chỉ Mỹ mà một số nước khác như Mỹ, Úc vân vân cũng đều có những cái lên tiếng nhất định khác nhau về vấn đề này. Vẫn liên quan tới tình hình ở bãi Tư Chính, thì những cái tin tức những ngày gần đây nhất thì cho thấy rằng là trong cái tình hình căng thẳng ở cái khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đó, thì Việt Nam đã hoàn thành việc hạ đặt chân đế của giàn khoan sao vàng Đại Nguyệt. Theo ông, đó có phải chính là cái nguyên nhân mà Trung Quốc đã tạo ra cái sự căng thẳng trong suốt thời gian vừa qua mà không phải bất cứ một cái nguyên nhân nào khác hay không, thưa ông? Tôi nghĩ là không phải như vậy. Về việc chúng ta tiếp tục cái triển khai cái chuyện giàn khoan, triển khai cái việc khai thác dầu khí trong khu vực này, như tôi nói ban đầu, không phải đây là lần đầu tiên chúng ta làm ở khu vực này. Chúng ta làm cách đây đến 20 năm nay rồi. Cho nên việc Trung Quốc đưa vào nó là sự kiện mới để mở rộng cái vùng tranh chấp vùng có tranh chấp nhau thôi. Chứ còn tôi nghĩ rằng cái việc này chúng ta vẫn làm trong thềm lục địa Việt Nam, việc làm bình thường của Việt Nam trong nhiều năm nay rồi. Xin cảm ơn ông và những cái chia sẻ liên quan tới vấn đề bãi Tư Chính. Và bây giờ xin sang một cái đề tài khác. Trong tình hình chiến tranh thương mại Mỹ-Trung căng thẳng khiến cho nhiều công ty ở cả hai nước gặp khó khăn trong việc sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì Việt Nam lại được đánh giá là có lợi thế. Ông có thể cho biết chính sách của Việt Nam trong thời điểm này về cái vấn đề này là như thế nào ạ?